Cuộc ám sát Trung tướng Việt Nam Cộng Hòa khiến cả Sài Gòn ngỡ ngàng. Tình báo ra tay là một bóng hồng cách mạng mà ông tướng Hoàng Xuân Lãm tin tưởng hết mực. Bà được các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa nâng trong lòng bàn tay, tới nỗi bại lộ vẫn giữ được mạng sống. Sự thật phơi bày quá bẽ bàng. Hãy cùng kênh Tin Nhanh Lịch Sử quay về năm xưa, chứng kiến lại cuộc ám sát huyền thoại và tìm hiểu lý do người được mệnh danh là ông tướng không ra trận như Hoàng Xuân Lãm, tại sao cuối đời lại nhận về những ê chề chiến bại. Hoàng Xuân Lãm là nhân vật đáng gờm và uy nghi thế nào mà lại được quân đội cách mạng đề phòng và ra chỉ thị ám sát riêng như vậy. Ông Lãm sinh năm 1928, mất năm 2017, nguyên là một tướng lĩnh gốc kỵ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung tướng. Sau khi tốt nghiệp ở trường võ bị liên quân, ông được chọn về binh chủng thiết giáp. Tuy nhiên, ông chỉ phục vụ trong binh chủng thiết giáp trong 7 năm, sau đó được chuyển sang tư lệnh đơn vị bộ binh, sau cùng là tư lệnh một quân đoàn danh tiếng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài cuộc chiến lịch sử năm 72, sự kiện về ông Lãm được bàn tán nhiều nhất vào những năm sau đó chính là cuộc ám sát của bà Tiết, hoa khôi bóng hồng được các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mê đắm. Dù cuộc ám sát thất bại, cũng khiến Hoàng Xuân Lãm đau đáu một thời gian. Lời thách thức cuối cùng của bà Tiết như một nhát dao nguyền rủa ông Lãm, khiến sau này đến trận chiến đỏ lửa năm 1972, ông chiến bại và bị cách chức, thuyên chuyển về Bộ Quốc phòng giữ chức vụ cưỡi ngựa xem hoa không chút thực quyền. Binh nghiệp của ông chưa đến giải phóng đã coi như kết thúc sớm. Trong cuộc ám sát so trí qua mặt viên trung tướng Hoàng Xuân Lãm là cả một cuộc so tài so trí với bà Tiết. Sau này dù đã tuổi già sức yếu, bà không bao giờ quên được ký ức giai đoạn đó. Nói về bà Tiết, bà được mệnh danh là ngôi sao quận 3, hoa khôi hạng nhất. Các ông lính Sài Gòn chỉ cần bà nở một nụ cười là bỏ hết nhiệm vụ để trò chuyện cùng người đẹp. Không những được trời ban cho cái nhan sắc mặn mà, xinh đẹp, bà còn có giọng hát hay. Từ năm 10 tuổi bà đã hoạt động ca hát trong các đội văn nghệ của Việt Minh. Bà tuyên truyền phong trào chống Pháp và chống Mỹ, được xem là một tình báo cách mạng có tâm trí vững nhất trong lòng Đà Nẵng. Nhà của bà Tiết từng được giấu nhẹm hàng loạt vũ khí, làm cơ quan chỉ đạo tiền phương của quận ủy quận 3 và nhiều lần giấu giếm người của quân đội cách mạng. Cuộc gặp mặt của bà với ông Hoàng Xuân Lãm được coi là cuộc sắp xếp định mệnh. Ông Lãm trở thành đối tượng tiếp cận bắt đầu từ khi ông tướng này được nhận chức tư lệnh vùng một chiến thuật. Bà Tiết điều tra được vợ Hoàng Xuân Lãm có tính thích đi lễ bái chùa Phật và sở thích buôn lậu, nên đã sắp xếp các tình báo khác giúp đỡ bà tạo ra các con đường buôn bán riêng. Một phát trúng hai nhạn, địa điểm buôn chính là căn cứ quân cách mạng ở Đại Lộc, Điện Bàn. Tiếp cận vợ ông Lãm, bà Tiết gián tiếp thăm hỏi chị em của mình được những thông tin về các trận đánh, khi nào ông Lãm ít ở nhà, có việc gì quan trọng. Đặc biệt là các cuộc càn quét của tướng Hoàng Xuân Lãm cũng được bà Tiết moi ra tài tình. Bà Tiết cười kể lại, vợ Lãm đưa tôi về nhà, thấy tôi Lãm cũng thích lắm. Từ đó, tôi như người thân của vợ chồng Lãm. Thỉnh thoảng, họ dùng xe jeep chở tôi đi đây đi đó. Bọn lính, cảnh sát thấy tôi là dập chân chào kiểu nhà binh. Thế là một màn mượn danh phận thành công vang dội. Những lần ông Lãm bị tận dụng bởi người đẹp không hay phải tính đến lần hôm 25 Tết. Bên Việt Nam Cộng Hòa tiến hành dồn quân đội cách mạng về ngã năm trên đường Ngô Quyền để một mẻ tóm gọn. Nhiều người phía quân đội miền Bắc cải trang cũng bị phát hiện. Biết được tin chỉ huy bên đó là đồng chí trung úy cảnh sát đặc khu Đà Nẵng Hồ Xuân Nén. Bà Tiết mau mắn vạch ra kế hoạch trong đầu, ăn mặc sửa soạn đẹp đẽ, xách theo chiếc túi đon đả đi dạo phố quanh hồ. Nhưng thật chất là thu hút sự chú ý của ông Nén. Bà từng gặp ông này khi có lần đi với vợ chồng ông Lãm. Ông Nén thấy dáng bà thì mừng rúm ra mặt, dẫn bà đi giới thiệu với đủ người ở đó. Thấy mồi đã cắn câu, bà mượn danh nghĩa bạn bè ông Hoàng Xuân Lãm mời những lính canh gác đi uống một chầu say bí tỉ. Lúc mà quân Sài Gòn thiếu cảnh giác nhất với bia bọt, các bộ đội ta đã thoát khỏi vòng vây một cách suýt sao. Mấy ngày sau đến 29 Tết, nhân lúc không khí đang sum vầy thiếu cảnh giác, quận ủy quận 3 đã cho đánh vào trụ sở và chi khu của quân Sài Gòn ở bờ đông sông Hàn. Không may cuộc tấn công đó bị lộ, không thể trốn đi đâu khác, họ trốn lại nhà bà Tiết. Người chui xuống hầm, người lên sân thượng trốn. Bà tiếp viện cơm nước cho họ để qua cơn càng quét này. Cuối năm 1969, khi mối quan hệ giữa bà Tiết và ông Lãm đã đến hồi chín mùi, vợ chồng họ xem bà như người thân quen thì bà nhận được tin lệnh của đồng chí Trần Văn Đán, phó bí thư quận ủy quận 1 Đà Nẵng giao nhiệm vụ ám sát ông Hoàng Xuân Lãm. Không biết là ông Lãm quá tin người hay bà Tiết quá khôn khéo trong việc lợi dụng sự si mê sắc đẹp của mình. Ngày mà bà đi ra gặp ông Đán trao đổi nhiệm vụ ám sát, người chờ bà chính là ông Trần Đăng Sơn, Chủ tịch Quốc dân Đảng Đà Nẵng đích thân cầm lái. Ông này không hề biết được.
người đẹp mà ông đang mở cờ trong bụng vì được tháp tùng lại chính là một tình báo cách mạng đang muốn lấy mạng tướng lĩnh phe ông. Bà kể lại cuộc trao đổi chót lọt hôm đó, nhưng rồi lại tiếc hùi hụi lắc đầu. Ông đán giao cho tôi một khẩu súng ngắn với hai băng 13 viên đạn. Thật đáng tiếc là vụ ám sát bất thành. Ngày mà kế hoạch diễn ra, chỉ suôn sẻ được phần đầu. Bà Tiết giấu vũ khí trong chiếc túi xách tay để lẻn qua cầu Trịnh Minh Thế tìm ông Hoàng Xuân Lãm như đã hẹn từ trước. Nhưng sắp chót lọt thì bị lộ, tim bà như rớt ra ngoài. Lúc này ông Hoàng Xuân Lãm đang chuẩn bị vui vẻ đến gặp bà Tiết bỗng đi ra đứng trước mặt bà với ánh mắt thất vọng và điên cuồng khó tin. Từ sự bỡ ngỡ ban đầu, ông Lãm thấy ánh mắt bà Tiết dần trở nên bình lặng và bất cần. Ông tức giận gầm lên, vì sao muốn giết tôi? Bà ung dung bảo, quê hương tôi bị bom cày đạn sới, người chết đầy đồng cũng do ông chỉ huy bọn lính càn quét, đánh phá. Tôi giết ông để trả thù cho đồng bào tôi, cho quê hương tôi. Tướng Lãm tái mặt nghẹn lời, nghẹn vì không biết nên trả lời thế nào, nghẹn vì quá sốc vì bị một người phụ nữ hận thù mình tiếp cận bấy lâu nay mà không hay biết. Lần bị phát hiện đó bà không bị xử tử nhưng bị Tòa án Việt Nam Cộng Hòa xử án 15 năm tù. Trước khi bị áp giải đi, ông Lãm đã có một câu nói khiến ông hối hận. Ông tỏ thái độ thách thức khi cuối cùng kế hoạch của bà không thành công. Chừng ấy cũng đủ cho cô dục xương trong tù rồi, ai biểu đi làm cộng sản. Đáp lại ông Lãm, bà Tiết đã nói một câu như một lời nguyền sắc bén đâm thẳng vào linh hồn ông. Có lẽ nó linh nghiệm nên suốt cuộc đời còn lại, ông không mất mạng do ám sát nhưng cuộc đời binh nghiệp của ông gần như chấm dứt hoàn toàn. Nguyên văn của bà như sau, mạng sống tôi giờ đang ở trong tay ông thì kêu bao nhiêu năm tù không được, nhưng biết đâu mai mốt tôi về cũng có, ông cứ ráng sống mà xem. Lời nói bà ứng nghiệm thật, sau khi bị đưa khắp các trại giam Thanh Bình, Gia Long, Kho Đạn, với nhiều cực hình thì ngày 29 tháng 3 năm 1975 Đà Nẵng được giải phóng. Một chiến sĩ biệt động thành Đà Nẵng đã vào để giải cứu và cõng bà ra khỏi nhà giam Kho Đạn. Trước ngày bà Tiết được ra ngoài, vào tháng 2 năm 1971, tướng Lãm được cử giữ chức tư lệnh cuộc hành quân Lam Sơn 719. Một năm sau, ông Lãm thất thủ và để mất Quảng Trị. Lý do thua cuộc khiến nhiều người ngán ngẩm. Thay vì ra tận chiến trường để chỉ huy tác chiến, ông Hoàng Xuân Lãm chỉ đứng ở bộ chỉ huy và thao tác chỉ đạo từ xa. Mọi diễn biến tình hình chiến trận không thể nào cập nhật một cách chính xác. Tận dụng được lỗ hổng này, quân đội cách mạng đã có lợi thế tấn công để giành được Quảng Trị. Sau trận thua cuộc đó, ông bị khiển trách nặng nề và mất đi hoàn toàn niềm tin của cấp trên. Ngay lập tức ông nhận mệnh phải bản giao quân đoàn một lại cho Trung tướng Ngô Quang Trường để về Trung ương nhận nhiệm vụ khác. Mà nhiệm vụ khác đó không vẻ vang gì cho Cam, đó chính là chức vụ phụ tá Tổng trưởng Quốc phòng Trần Thiện Khiêm. Sau này tới những ngày tháng hấp hối của chế độ, Trung tướng Hoàng Xuân Lãm cũng không bao giờ được cất nhắc lên vị trí chỉ huy tác chiến một lần nào nữa. Chức vụ không có tiếng cũng không có miếng đó theo ông cho đến cuối tháng 4 năm 1975. Trưa ngày 29 tháng 4, ông đem theo gia đình từ Vũng Tàu di tản ra khơi trên cơ xưởng hạm Vĩnh Long HQ-802. Hạm trưởng là Hải quân Trung tá Vũ Quốc Công. Gia đình ông gồm vợ và 5 người con, một trai 4 gái. Họ sang định cư tại thành phố David, miền Bắc tiểu bang California, Hoa Kỳ. Ngày 2 tháng 5 năm 2017, ông từ trần tại nơi định cư, hưởng thọ 89 tuổi. Nếu cũng yêu thích nội dung trên, hãy nhấn like, share và để lại bình luận cho kênh biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ biên tập viên trong những video mới nhất.